Xin chào các bạn và chào mừng đã trở lại với Spider Room. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá khái niệm thuế làm người tốt với tác giả Kelly Ray Bracis trong mục truyền cảm hứng. Và trước khi đi vào clip của ngày hôm nay, các bạn hãy ủng hộ kênh chúng mình bằng cách bấm vào nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ clip nào trong tương lai nhé. Bố tôi từng dạy học ở một trường đại học. Ngày bé, cứ đến ngày sắp bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nhà tôi lại có khách. Khách là các bạn sinh viên đi cùng bố mẹ đến để thăm thầy. Ở trường bố tôi, sinh viên kỳ cuối sẽ làm một đồ án lớn với thầy để tốt nghiệp. Thường thì thầy trò tự tổ chức gặp nhau. Nhiều sinh viên cả kỳ tuần nào cũng đến hỏi bài thầy vào buổi tối. Nhưng những sinh viên thăm thầy, nhất là thăm với bố mẹ, thì thường là cả năm không thấy mặt đâu. Bỗng dưng tuần cuối cùng lù lù vạc sạc tới. Hồi đó người ta hay mang đi tặng theo những chai rượu Johnny Walker nhãn đen. Bố tôi chỉ nhận hoa, chứ chai rượu chắc chắn bắt mang về. Nhưng hoa thì cũng phải cẩn thận, bởi vì có thể sẽ cài phong bì vào đó. Bố thường từ chối và bảo rằng nhà nước trả tôi đủ tiền rồi, bác không cần phải trả ơn tôi bằng cách đó. Có tối tôi học bài trên lầu, tới 10 giờ mà sân vẫn cứ ì xèo. Bố bắt người ta mang rượu về, nhất quyết không nhận. Mẹ tôi nói, anh không nhận thì làm gì phải gay gắt thế. Bố tôi cũng có nhiều dịp có thể được cân nhắc lên chức cao, nhưng bố quyết tâm không làm. Bố bảo, làm như thế thì phải ăn bẩn, không giữ được sự trong sạch của mình. Thế là bố cắm đầu cắm đuôi vào, làm đến 2 giờ sáng nuôi gia đình mình. Tôi nghĩ ông gàn. Lần đầu tiên tôi đi ăn ở một nhà hàng là khoảng 10 đến 11 tuổi. Thường thì chỉ có ăn cơm ở nhà, không thì cùng lắm tôi được dẫn đi ăn phở buổi sáng. Đó là lần đầu tiên cả nhà tôi bỏ ra buổi tối để đi ăn cùng nhau ở tận nhà hàng trên Hà Nội. Lần đầu tiên cả nhà đi nghỉ mát với nhau là năm tôi 15 tuổi. Cả nhà đi Sầm Sơn thuê một căn phòng cho cả 4 người. Tôi đã thấy mẹ cười, hạnh phúc lắm. Tôi không giỏi và không thích giao du, nhưng tôi không ngại gặp gỡ mọi người. Lớn lên cùng thời những diễn đàn, tôi có mối quan hệ và biết rất nhiều người. Tới năm 19 tuổi, tôi đi làm. Tôi được bác sếp rất quý, làm gì, đi đâu đều được chỉ bảo. Bác sếp dạy cho tôi đi nhậu, hát karaoke, đối nhân xử thế với đối tác như thế nào cho nó khéo. Bác sếp là người có ảnh hưởng rất lớn tới những gì tôi nghĩ và làm từ khi đó. Có lần ngồi ăn cơm, tôi hào hứng kể chuyện sếp của mình. Tôi hỏi, sao bố không làm như thế? Tại sao bố không nghĩ rằng mình mà làm lãnh đạo thì có thể giúp tập thể tốt hơn cái người đang làm lãnh đạo của mình? Bố bảo, mày không hiểu gì hết, im đi. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên bố giận mình. Tôi không bao giờ nhắc lại câu hỏi đó nữa. Cũng 19 tuổi, tôi bị đuổi học khỏi đại học. Con đường duy nhất lúc bấy giờ là dẹp đi, làm lại từ đầu, đi ra nước ngoài, đi du học. Tôi có những người bạn cũng là sinh viên du học, là con nhà giàu có ở thành phố. Bố mẹ làm kinh doanh buôn bán thành công. Tôi ở nơi khỉ ho có gáy, cố lắm may ra tiêu được vài ngàn đô một tháng, mà có đứa tiêu cả chục ngàn trong 3 tháng. Thỉnh thoảng lại xin bố mẹ bơm cho một ít. Sau đại học, ít nhà giàu hơn, mà có những người nhà nghèo tự túc xin đi học bổng VEF, có người đi làm rồi xin học bổng, có người xin đến bố mẹ rồi đi học bằng Masters. Tôi có một người bạn thời sau đại học, gia đình khá giả, bố làm chức to. Bạn ấy không bao giờ nói bố bạn ấy làm gì với bạn bè, nhưng tin bố bạn ấy chẳng làm gì trái với lương tâm mình. Đó là con người giữ được sự trong sạch trong một môi trường toàn sự dối trá. Bạn ấy thường bảo bố mẹ bạn chẳng nghi ngờ sự bẩn thỉu mục nát trong bộ máy bố bạn ấy đang làm, nhưng bố bạn ấy là người tỉnh táo, không bị tẩy não, không bám gót ai cả. Bạn ấy là người trong sạch và tôi tin bạn mình. Năm tôi bước sang tuổi 30, tôi được đi làm ở Silicon Valley. Silicon Valley là mảnh đất mà tôi có nằm mơ cũng không thấy. Nơi đây có khí hậu mát mẻ, hiền hòa cả bốn mùa. Con người ở đây là những người làm khoa học, công nghệ, nghiên cứu ở những mảng đột phá nhất. Nơi đây quy tụ những người Việt mà tôi vẫn ngưỡng mộ từ lâu. Bây giờ được nhìn mặt, bắt tay, làm việc cùng với họ. Một phần không nhỏ những người Việt hay kể cả không là Việt làm ở Silicon Valley là những người làm cho công nghệ lớn như Google, Facebook, Uber, Twitter, Cisco hay thậm chí là Netflix. Thỉnh thoảng đi gặp người này, người kia, lại gặp người kia, người này đang đi làm cho họ. Ở nơi đây, hầu hết xe lưu thông trên đường đều là Audi, Mercedes, Tesla và Lexus. Ăn uống thì bình dân thôi, cũng độ khoảng 15-20 đô một người một bữa. Nhà thì có thể thuê một phòng trong một căn nhà để tiết kiệm tiền. Giá thuê phòng trong một tháng, rẻ thì sẽ vào khoảng 1.500.
ai có bạn làm ở Facebook thì được dẫn bạn vào trong khuôn viên của những công ty này để thăm thú. Khuôn viên của Facebook nhìn ra vịnh, thiết kế như một hẻm xéo thu nhỏ. Ở đấy, muốn ăn gì thì ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn. Có đủ đồ, Mỹ, Âu, Á, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, cái gì cũng có từ sáng đến tối lúc nào cũng được. Tất cả đều miễn phí cho nhân viên. Ai có bạn bè thì bạn bè cũng được ăn miễn phí. Ai có vợ chồng con cái ở nhà thì có thể mang đồ ăn từ công ty về cho người nhà. Người làm ở Facebook khi đi công tác thì từ lập trình viên mới tuyển cũng được bay hạng thượng gia. Đó là chưa kể cổ phần được chia ra khi bạn làm ở Facebook. Khi bạn đóng vào quỹ tiết kiệm hưu trí cá nhân của mình 1 đồng, Facebook sẽ đóng cho bạn thêm 1 đồng nữa, đến một mức trần nào đó đại loại như 10.000 đô. Hôm nọ, đi chơi cùng một nhóm bạn, tôi có nói chuyện cùng một người bạn làm ở Facebook. Tôi nói rằng, các cậu hay nhỉ, không bao giờ có cái gì trên người, bảng tên cũng không có, logo công ty cũng không có. Bạn ấy nói, Facebook không được lòng mọi người ở đây, người của Facebook không khoe ra mình làm ở Facebook. Sau đó khi đi ăn, mọi người có hỏi về chuyện làm Facebook là làm gì, bạn ấy có nói, bạn ấy chỉ là nhân viên làm thuần túy về kỹ thuật, không động chạm đến quảng cáo, không động chạm đến xã hội gì cả. Công ty có thể có nhiều scandal này nọ, nhưng việc bạn ấy làm là một việc tốt, và tôi cũng tin bạn của mình. Nơi tôi làm không hề có những bữa ăn miễn phí, mỗi người đều phải trả tiền cho bữa ăn của mình. Tôi không hề được đối xử một cách đặc biệt như Facebook đối xử với những nhân viên của họ. Nhưng khi đi với bạn bè, tôi không cần phải giải thích mình đang làm một việc tốt. Tôi không cần phải nói với mọi người tôi là một ngoại lệ. Tôi không cần phải khẳng định tôi là một người làm việc tốt, vì không ai hỏi tôi những việc đó. Và tôi, vào một ngày kia, khi không còn tin vào công việc mình đang làm là đang cùng làm với những người tốt nữa, thì chắc chắn tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức mà không hề có chút do dự. Và có lẽ đó chính là cái thuế bạn phải trả khi đi làm ở một nơi có quyền lực tuyệt đối, khi bạn giàu có, no đủ, được đối xử đàng hoàng nhưng có ít niềm tin. Cái họ có thể mua được của bạn chính là câu nói cửa miệng của mình. Ở cái đầm bùn đó, riêng có tôi là không bị tẩy não, riêng mình tôi là một bông hoa sen. Về nhà, tôi viết những dòng này vì tôi là người tự do. Tôi có thể nói những gì mình nghĩ mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình, vì tôi đã đóng phần thuế của mình cho những gì mà tôi không nhận được. Hoặc có thể nói cách khác, nếu bạn không phải đóng thuế vì tiền, thì bạn sẽ phải đóng thuế để giải thích cho người khác rằng mình là người tốt. Con cái bạn sẽ phải đóng thuế giải thích cho bạn bè của chúng là bố mẹ là người tốt. Và bạn bè có thể không tin, con gái bạn có thể không tin. Đó là quyền của họ, không phải quyền của bạn. Vì bạn đã chọn tiền và sự im lặng. Và nghĩ lại, có thể thuế giải thích cũng chính là khoản thuế mà bố tôi không thích đóng. Nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm nút subscribe và đừng quên nhấn chuông bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!